Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại đã giảm về mức 6,4% vào cuối tháng 7 2023, giảm 20 điểm cơ bản so với cuối tháng 6 và giảm 143 điểm cơ bản so với cuối năm 2022. Ở kỳ hạn 3 tháng, lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng thương mại cũng lùi về mức 4,24%, giảm 6 điểm cơ bản so với cuối tháng 6 và 143 điểm cơ bản so với cuối năm 2022. Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, công ty chứng khoán VN Direct dự báo lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng giảm xuống mức từ 6 đến 6,5% trên năm trong năm nay do tác động từ 4 đợt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Tăng trưởng tín dụng chậm chạp trong 6 tháng đầu năm 2023 giúp giảm bớt áp lực huy động vốn. Chính phủ sẽ đẩy mạnh hơn nữa đầu tư công và các chính sách tài khoá, từ đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế. VN Direct cũng dự báo lãi suất cho vay có thể giảm mạnh hơn trong những tháng tới do chi phí vốn của các ngân hàng thương mại đang giảm nhờ tác động từ các đợt cắt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2023 và Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư 02 cho phép giảm trích lập dự phòng nợ xấu. VN Direct kỳ vọng mặt bằng lãi suất cho vay có thể giảm thêm 100 đến 150 điểm cơ bản trong năm nay và tin rằng lãi suất cho vay giảm sẽ là yếu tố thúc đẩy sự phục hồi của tiêu dùng và đầu tư tư nhân. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai nhiệm vụ của ngành ngân hàng những tháng cuối năm 2023. Trong đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và chủ trương chính sách chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các cấp các ngành có liên quan. Trong đó, tập trung phấn đấu tiết giảm chi phí, cắt giảm những thủ tục và các loại phí không cần thiết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để có dư địa giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân và doanh nghiệp. Chủ động triển khai, tăng cường hoạt động kết nối ngân hàng, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp và triển khai kịp thời, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp theo tinh thần lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ. Hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các hoạt động tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn hiệu quả. Thống đốc cũng yêu cầu các ngân hàng phải có giải pháp đẩy mạnh giải ngân hiệu quả chính sách cho vay, hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ và 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản thủy sản. Triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo thông tư 02/2023/TT-NHNN. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tổ chức thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa hạn chế tối đa việc phát sinh mới nợ xấu, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ tại tổ chức tín dụng, tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. Thống đốc cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ các quy định, điều kiện của pháp luật về đại lý bảo hiểm và cung cấp các dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó lưu ý, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động đại lý bảo hiểm, chú trọng tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm trong toàn hệ thống. Xử lý nghiêm những trường hợp yêu cầu khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không bắt buộc theo quy định khi cấp tín dụng và các hành vi vi phạm khác. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý phát hành trái phiếu, các cam kết thỏa thuận và hoạt động cung ứng dịch vụ khác liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các tổ chức tín dụng cũng cần tích cực thực hiện các giải pháp chuyển đổi số, tiếp tục phát triển, hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ thanh toán, cải tiến hệ thống thanh toán nội bộ, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt, kết nối, tích hợp liên mạch với các dịch vụ thuộc các ngành lĩnh vực khác để mở rộng hệ sinh thái số. Áp dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến và các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh, an toàn bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp quản lý rủi ro để ngăn ngừa và phòng chống các hành vi gian lận, lừa đảo. Nghiên cứu triển khai các giải pháp kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, khai thác thông tin căn cước công dân gắn chip, tài sản định danh điện tử VNeID phục vụ định danh, xác định khách hàng và làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của khách hàng trước rủi ro an ninh mạng, hoạt động gian lận, lừa đảo trên không gian mạng, chủ động áp dụng các hình thức khuyến nghị, cảnh báo kịp thời, hiệu quả tới khách hàng về các phương pháp, thủ đoạn gian lận, lừa đảo của tội phạm công nghệ cao. Đặc biệt, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, thượng tôn pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn.
Mới đây, Vietcombank thông báo tiếp tục giảm lãi suất cho vay với mức giảm tới 0,5% một năm, lãi suất cho vay Việt Nam đồng cho toàn bộ khoản vay của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với thời gian áp dụng trong 5 tháng, từ ngày 1 tháng 8 2023 đến ngày 31 tháng 12 2023. Vietcombank lưu ý, việc giảm lãi suất lần này không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá, thấu chi. Trước đó, Vietcombank cũng đã triển khai hai chính sách giảm lãi suất cho vay khách hàng. Đợt 1 là từ 1 tháng 1 đến 30 tháng 4, Vietcombank giảm đồng loạt 0,5% trên số lượng khách hàng được giảm lãi suất là 130.000 khách hàng, với số tiền lãi suất được giảm tương đương 800.000 tỷ đồng. Đợt 2 từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7, với số lượng khách hàng được giảm lãi suất khoảng 110.000 khách hàng, quy mô dư nợ được hạ lãi suất là khoảng 700.000 tỷ đồng. Agribank cũng mới triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các khách hàng xuất nhập khẩu với quy mô lên tới 25.000 tỷ đồng. Theo đó, lãi suất ưu đãi thấp hơn đến 1% một năm so với sàn lãi suất cho vay hiện hành của Agribank tương ứng đối với từng giải kỳ hạn. Ngoài ưu đãi về lãi suất, các khách hàng tham gia chương trình còn được hưởng ưu đãi hấp dẫn về tỷ giá mua bán ngoại tệ, phí dịch vụ. Đối tượng áp dụng của chương trình là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu, nhập khẩu, xuất khẩu gạo, thịt, thủy sản, cà phê, nông sản, đồ thủ công mỹ nghệ, nhập khẩu đồ uống, phân bón, máy móc thiết bị, xăng dầu, hóa mỹ phẩm, vật liệu xây dựng. Chương trình áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn với phương thức cho vay đa dạng, phù hợp với nhu cầu vốn lưu động của từng doanh nghiệp tham gia chương trình. Với Vietinbank, ngân hàng này vừa tăng quy mô gói ưu đãi lãi suất SME Up lên 15.000 tỷ đồng và giảm thêm lãi suất cho vay với mức lãi suất ưu đãi mới chỉ từ 6,8% một năm. Cụ thể, các khoản vay có kỳ hạn đến 6 tháng bằng Việt Nam đồng phát sinh mới trong khoảng thời gian từ nay đến hết 31 tháng 12 2023 sẽ được tham gia chương trình. Gói ưu đãi áp dụng cho các doanh nghiệp SME lần đầu vay vốn tại Vietinbank hoặc chưa giải ngân khoản vay trong vòng 6 tháng qua. Điều đặc biệt ở gói ưu đãi này là khi dư nợ của doanh nghiệp SME ngày càng tăng thì lãi suất cũng được giảm tương ứng. Tại BIDV, ngân hàng này đã triển khai gói tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, nhà ở thương mại với quy mô 20.000 tỷ đồng. Chương trình áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 2024 hoặc đến khi hết quy mô của gói tín dụng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Theo đó, các chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở thương mại có phương án vay vốn khả thi, đảm bảo tính pháp lý, có khả năng tiêu thụ tốt và phù hợp với nhu cầu thực tế về nhà ở trên thị trường sẽ được hỗ trợ vay vốn với lãi suất từ 8,5% một năm. Đối với các cá nhân, lãi suất cho vay áp dụng từ 7,8% một năm. Trước đó, thực hiện hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về triển khai chương trình 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33 trên NQCP, BIDV đã triển khai gói tín dụng quy mô 30.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất thấp hơn từ 1,5 đến 2% so với mức thông thường của các ngân hàng. Đồng thời, kể từ 1 tháng 6 2023, BIDV đã tiếp tục giảm lãi suất cho vay tới 0,5% một năm so với lãi suất hiện hành đối với các khoản vay trung và dài hạn, hiện hữu và chưa được áp dụng lãi suất cạnh tranh trước đó. Đây là lần thứ hai trong năm 2023, BIDV thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng có dư nợ hiện hữu tại ngân hàng. Bên cạnh nhóm ngân hàng quốc doanh, các nhà băng tư nhân cũng tích cực triển khai các gói cho vay ưu đãi lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn. Theo đó, MSB vừa thông báo chương trình giảm thêm 2% lãi suất vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân. Chương trình được áp dụng từ nay đến hết 31 tháng 12 2023 đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay thế chấp, mục đích mua nhà, xây sửa nhà, tiêu dùng mua sắm trang thiết bị gia đình, du học, chi trả học phí. Với chính sách lãi suất hấp dẫn, khách hàng sẽ được vay vốn với lãi suất ưu đãi chỉ từ 8,99% một năm, thời gian vay lên tới 35 năm và ân hạn gốc lên tới 24 tháng. Mới đây, Sacombank cũng thông báo triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân nhằm tiếp sức hỗ trợ người dân, kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, phục vụ đời sống từ nay đến cuối năm 2023. Cụ thể, Sacombank dành 20.000 tỷ đồng cho khách hàng vay vốn, mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh ngắn hạn, bao gồm sản xuất nông nghiệp, với mức lãi suất thấp chỉ từ 7,5% một năm. Đối với nhu cầu vay phục vụ đời sống, Sacombank dành 10.000 tỷ đồng cho khách hàng vay vốn mua, xây sửa bất động sản và nhiều mục đích tiêu dùng khác nhau với mức lãi suất chỉ từ 9% một năm. Đặc biệt, đối với khách hàng lần đầu tiên mua nhà để ở, thỏa điều kiện, mức lãi suất chỉ từ 8% một năm. OCB vừa triển khai gói tín dụng vay ưu đãi lãi suất áp dụng cho khách hàng có nhu cầu sản xuất kinh doanh ngắn hạn, mua nhà đất và ô tô với hạn mức 5.000 tỷ đồng. Theo đó, từ tháng 8, những khách hàng cá nhân vay với mục đích sản xuất kinh doanh sẽ được áp dụng lãi suất ưu đãi từ 7,5%. Khách hàng mua nhà để ở được hưởng lãi suất 8,5% một năm. Trước đó, từ tháng 6, ngân hàng này đã tung hai gói lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân với tổng hạn mức lên đến 12.000 tỷ đồng. Trong tháng 7, ngân hàng cũng giảm lãi suất vay hơn 1% cho tất cả các mục đích vay.
lãi suất vay thông thường của ngân hàng này hiện trong mức 9,5% với ngắn hạn và 10,7% với trung dài hạn. Ngân hàng Bản Việt BVBank cũng đã triển khai gói vay 7.000 tỷ đồng kích cầu tiêu dùng với lãi suất chỉ từ 8,8% một năm giảm đến 2% một năm so với lãi suất thông thường, thời gian áp dụng từ ngày 4 tháng 8 đến 31 tháng 12 năm 2023. Theo nhiều chuyên gia, lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do chi phí vốn của các ngân hàng thương mại đang giảm nhờ tác động từ các đợt cắt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm và việc ban hành thông tư 02/2023 cho phép giảm trích lập dự phòng nợ xấu. Trong báo cáo chiến lược mới phát hành, chứng khoán VN Direct dự báo lãi suất cho vay có thể giảm mạnh hơn trong nửa cuối năm 2023 do chi phí vốn của các ngân hàng thương mại đang giảm nhờ tác động từ các đợt cắt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm và việc ban hành thông tư 02/2023/TT-NHNN cho phép giảm trích lập dự phòng nợ xấu. Chúng tôi cho rằng lãi suất cho vay giảm sẽ là yếu tố thúc đẩy sự phục hồi của tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong những quý tới, VN Direct đánh giá. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.